chi chặt mua cổ phiếu, ai thoát thân quấn tâm tăng động. Có ai đâu đến đây để chặn đường kẻ đại gian đại ác? Hào huynh, để hắn cho em. Hãy vào chỗ tái lão tiền bội chữa thương cho nhị ca. Tề Khương dám chặn được bạn giáo chủ chết. Giáo chúng lục soát. Hạ huynh, muội chết mất. Trời, tỉnh lại Tề Khương hiền muội. Tỉnh lại để ghét Hà Đô tội lỗi thì dặn Hà Đô giống mà tình. Để thấy để nghe kẻ tà gian sám hối lỗi lầm. Chớ mong xin thiệp duyên nợ thơ mộng đã cháy rồi. Hà Đô hiền quân, Tề Khương ơi đừng nói biệt ly cho nát tim quân cho đau lòng. Mũi còn mãi tranh xưa còn dòng suối cũ thì ta còn ngủ dưới ánh trăng quê ru lại mấy phiên tình. Cúi mặt vào huynh cho cõi tâm tơ ấm kiệt đôi mình. Nghe tình ái chữa lành thương tích má lại ẩn hồng môi đỏ màu son. Đừng còn lo để cho anh ái làm lại cánh diều với những dần thơ. Mình còn tóc để nối sợ dây thả diều lơ lửng ngàn mây như hồn hai đứa mình bay lên trời. Trùng quan lại ngâm ngồi biệt ly. Hãy tin tưởng mũi còn sống mãi giữa đôi tay màu nhiệm của huynh đài. Đôi tay sẽ đưa mũi trở về quê xưa bắt trùng. Ta nói lại cuộc đời du mộc trên đồi cao hay dưới rạng màu sương. Nếu có nắng mùi hôn mái tóc để đêm trường tấp lạnh cho huynh. Nếu có mơ huynh trầm thân mũi bằng nhất thành của tuổi đang xuân. Bằng tối tăng ngon mái hồng mà duyên tình. Tam ca ơi, ngày xưa buổi sáng gần buổi tam ca như sông dưới trắng rằm đẹp đà. Tam ca đi rồi là tâm tôi cả không gian. Mũi buồn mũi khổ, mũi mới gieo tâm vào đai vực sâu. Bất ngờ gặp được ân sư cứu mạng, người dạy dỗ tâm bảo đi tìm việc tam ca. Mũi không thể giết mà thiêu đôi chim vào chuyện áo tròn. Nguyện đem tình yêu thuyết phục tam ca trở về nơi sáng. Nằm trong tay nhau như tờ bàn đầu. Hôm nay tỏa mạng nguyện cầu, nhìn nhau lần cuối rồi vào biệt ly. Nhờ huynh chôn xa tâm này, trên miền đất cũ ngày ngày mình yêu. Dính biệt tam ca Khương muội, Khương muội. Anh sẽ đưa em về đồng cỏ, nối tóc làm dây hay lá làm diều. Tựa vào nhau hát khúc thương yêu,
gia vinh viên không bao giờ xa nhau nữa. Khương Mùi đi đâu, ta sẽ giúp cho hai đứa bay mãi mãi gần nhau nơi cõi chết. Khoan, dãy danh của nhà ngươi đã bị ta tiêu diệt, giờ đến nhà ngươi phải đền tội trước vô quan hậu kiệt anh hùng. Cho ngày từ nay tám phương bốn phương lần tiên sông chứa, không còn cảnh loạn ly bao đồ thương mới gây đầy quan địa. Chả có trong giờ trung phụng ta với mi chẳng quen, tại sao mi cứ phải theo pha rối tàn? Ta muốn biết mi có liên hệ gì cùng với phái thanh thần để đến nơi đây cùng chết với nhau. Nhờ kiếm sĩ giới mà thanh thần phái của chúng ta khỏi bị Dương Phong ám hại. Nói sao cho hết nỗi vui mừng khi nắm lấy tay nhau. Dương Phong giấc mộng điên cuồng làm ba chủ võ lầm, đã như mây biến khói tan sao chưa buông chịu tội. Các máy móc xác nhân đã bị phá hoại rồi, thì nhà ngươi như chim gai cánh, như thú rừng gặp thợ săn. Sức lâu, xem bản giáo chủ ra tay đi. Chết ta rồi. Không ngờ ngày tàn của ta lại đến qua sông. Kìa, ai vì huynh ta đông đảo thế này? Nạn nhân của ngươi. Nạn nhân? Những con người từ lâu rên xiết với chân ta. Trong lúc vinh quang, ta chỉ thấy toàn là hình cây tượng đá, mặt ngựa đầu trâu lâm lâm khi dưới hầu hạ chung quanh. Đến ngày ta, ta mới được con người đứng lên tâm tan. Ta nhớ rồi, đây Tân Xuyên, đây Tân Cương, Chiêu Cơ, Hạ Đô. Còn người dơi, trước khi nhắm mắt, ta muốn biết mặt thật của các hạ. Sợ cái chết nhà người võ lâm sẽ không còn đoạn lạc, ta chẳng cần giữ bí mật nữa. Để tôi bảo chân hòa. Bảo Trân, em là người giới. Phải, mưa lớn bão to là do lâu ngày nắng hằn. Biết cầm gươm bén diệt bao trừ gian là do thù sâu oán nặng của con người. Từ đại ta đường từ gió đi đứng nói chuyện cười. Đường
kiếm mà em đánh bại Nhượng Phong do ai truyền dạy? Sau khi bị bắt, em già mình đã trì hoãn ngày hôn lễ, đêm đêm được thoại khương dân lệnh vô danh cầu đạo truyền dạy kiếm pháp. Vô danh cầu đạo, vô danh cầu đạo, tiền bối đây đó chính là phụ thân của chúng ta mà năm xưa đã bị Nhượng Phong ám hại. Em hãy đến đây để ra mắt phụ thân đi. Tiền bối, đây là... Phải, ta chính là cha ruột của con. Cha? Con? Cha ơi, bao nhiêu năm dài thương nhớ, giờ gặp nhau đây sao lệ thảm tuôn dòng. Mọi mừng không thoát được thành câu, ôi bao la như trời lòng dạ người cha. Hy sinh thân mình truyền chân lực của con, mừng tuổi rưng rưng, mừng buổi đoàn duyên phụ tử trung phùng. Thôi hãy vui niềm vui tao ngộ, nhắc mà làm gì chuyện đau khổ đã qua. Cha, các con hãy đứng dậy. Tân Xuyên, Bảo Trân, hai con hãy nắm tay nhau cho lòng cha được vui khi thấy con mình hạnh phúc. Bảo Trân, Tân Xuyên, em à. Giờ nắm tay ta mừng, duyên tình ta nở hoa.